Ngoài gia vị, người ta thường chiên những gì chung với cơm? Ngoài việc cắt ly, bạn có thể làm gì với móng tay của mình? Việc gì mà người đàn ông làm thì có thể đã thấy bạn bè của họ làm? Theo bạn, ngày nào hoặc dịp nào những người chưa có người yêu cảm thấy rất cô đơn? Việc gì mà người đàn ông làm thì có thể đã thấy bạn bè của họ làm? Như vậy, bạn đã hoàn thành xong lượt thi đầu tiên. Mời bạn hướng về bảng điểm để theo dõi kết quả. Câu hỏi đầu tiên, bạn biết quốc gia nào có hệ thống tàu điện ngầm lớn? Và bạn đã nói là... Câu hỏi thứ hai, ngoài gia vị, người ta thường chiên thứ gì chung với cơm? Bạn đã trả lời là... Câu hỏi tiếp theo, ngoài việc cắt đi, bạn có thể làm gì với móng tay của mình? Bạn đã trả lời... Việc gì mà người đàn ông làm vì có thể đã thấy bạn bè của họ làm? Bạn đã trả lời là... Và câu cuối cùng, theo bạn, ngày nào hoặc dịp nào những người chưa có người yêu cảm thấy rất cô đơn? Và bạn nói rằng... Và bây giờ bạn hãy sẵn sàng để tiếp tục lượt thi thứ hai. Lượt thi đấu thứ hai của vòng thi đặc biệt bắt đầu. Bạn biết quốc gia nào có hệ thống tàu điện ngầm lớn? Ngoài gia vị, người ta thường chiên thứ gì chung với cơm? Ngoài việc cắt ly, bạn có thể làm gì với móng tay của mình? Việc gì mà người đàn ông làm thì có thể đã thấy bạn bè của họ làm? Theo bạn, ngày nào hoặc dịp nào những người chưa có người yêu cảm thấy rất cô đơn? Bạn đã hoàn thành xong lượt thi thứ hai. Mời bạn theo dõi kết quả trên bảng điểm. Câu hỏi thứ nhất, bạn biết quốc gia nào có hệ thống tàu điện ngầm lớn? Bạn đã nói là... Câu hỏi thứ hai, ngoài gia vị, người ta thường chiên thứ gì chung với cơm? Bạn trả lời... Câu thứ ba, chúng tôi hỏi, ngoài việc cắt đi, bạn có thể làm gì với móng tay của mình? Và bạn đã nói là... Chúng tôi đã hỏi, việc gì mà người đàn ông làm vì có thể đã thấy bạn bè của họ làm? Bạn đã nói. Và câu hỏi thứ năm, theo bạn, ngày nào hoặc dịp nào những người chưa có người yêu cảm thấy rất cô đơn? Và bạn trả lời là... Rất tiếc, bạn đã không chiến thắng được vòng thi đặc biệt. Being happy.